Dù đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu quyết định với UAE vào đêm nay 15 tháng 6, nhưng nhiều tuyển thủ Việt Nam vẫn tranh thủ cập nhật tình hình trên Facebook và tuyên bố sẵn sàng chiến. Hậu vệ Vũ Văn Thanh đăng ảnh khoe chiếc đùi to kèm dòng chú thích "Chiến thôi". Ngay lập tức, lời tuyên chiến của Văn Thanh nhận được rất nhiều lời chúc thành công từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nguyễn Phan Hồng Duy cũng đăng ảnh mặc áo đội tuyển Việt Nam tập luyện với lời tuyên bố "đã sẵn sàng". Còn tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng lại khoe khoảnh khắc tâm sự cùng thầy Park trên sân tập với dòng status khi thầy hỏi bài cũ. Dưới dòng chú thích của Trọng Hoàng có rất nhiều cầu thủ Việt Nam tham gia bình luận và trêu đùa. Trước đó, trên trang Facebook của câu lạc bộ Chelsea, câu lạc bộ vừa giành chức vô địch UEFA Champions League vào tháng rồi, cũng gửi lời chúc bằng tiếng Việt cho đội tuyển Việt Nam. Chelsea FC xin chúc những chiến binh sao vàng sẽ làm nên lịch sử với một màn trình diễn xuất sắc nhất, tiến lên Việt Nam.